Sống lời Chúa. Thứ tư tuần thứ 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Chương 6, câu 1 đến câu 6, câu 16 đến câu 18. Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về thái độ khi làm việc lành, cầu nguyện và ăn chay. Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự và Ngài ban thưởng cho mỗi việc làm của chúng ta. Những việc lành phúc đức chúng ta làm cho tha nhân đều gắn kết với Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu những ai biết mở lòng ra cho người khác. Đối với người Do Thái, việc làm phúc là một việc được đánh giá rất cao. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình phải âm thầm khi làm việc phúc đức. Vậy khi bố thí, đừng cốt để người ta khen, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Bởi vì việc làm phúc đức cũng là một bổn phận mà chúng ta cần phải chu toàn trong cuộc sống hàng ngày. Về việc cầu nguyện, các môn đệ của Chúa Giêsu phải khiêm nhường và chân thật. Hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng cầu nguyện phải là sự hiệp nhất cá vị cách chân thành với Thiên Chúa. Cầu nguyện mang lại lợi ích cho chúng ta, chứ không phải cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa biết những gì chúng ta cần. Còn việc ăn chay, Chúa Giêsu dạy, chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm. Chúng ta lắng nghe lời Chúa dạy và cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức những việc chúng ta làm là nhằm sinh hoa quả phúc đức cho chúng ta, vì Thiên Chúa thấu rõ mọi sự. Thiên Chúa muốn chúng ta gắn kết với Ngài trong lời nói và hành động, để mỗi ngày chúng ta được sống trong yêu mến và hạnh phúc. Amen.